trò đời, không phải trò chơi. Trước khi bước vào cuộc giữa một kẻ đã tỉnh táo, đây là trò đời, không phải trò chơi. Mày sẽ phải đánh cược và những lần mày đổ máu. Đây là trò đời, không phải trò chơi. Sợ có nghĩa khí mày không cần phải hổ báo. Đây là trò đời, không phải trò chơi. Phải có ý chí thì mới bước lên đỉnh cao. Do tên là một thằng zipper, người đói khốn khó cũng không thể nào cản chân. Mang theo hoài bão từ nhỏ, không để trò đời biến mình trở thành nạn nhân. Sống làm sao thì phải sống cho chất, mà chưa cho đi mà đã sợ lo mất. Trong xã hội này nhiều cảm xúc đang bủa vây, nếu không tỉnh táo mà chỉ có đo đất. Lên đỉnh trong đêm giữa một cái đầu lạnh, ước mình không quên dù không có ai bên cạnh. Sống không tham lam, nắm bắt cơ hội, lặng lẽ mà làm, không có chơi trộm. Như thằng thì đủ một cách để có thể mà bước lên cao. Thì cả là chiếc giải rách đã đổ xuống một rách thêm rào. Chúng nó có thể là quách, chắc như thế ta để im sao. Hãy nhớ lời có vị khách, chắc chúng nó đừng quên tên tao. Để cho đời nhìn người ta bon chen hại nhau vì đồng tiền, đừng vội vàng lau đi bao niềm đau nước mắt rơi, chỉ để ngày sau ta không phải cảm thấy. Con chó zipper này 5 lần 7 lượt mày phá chuyện làm ăn của tao. Cô nghĩ là có một thằng điên nào lao đầu vào giữa một bầy sói chỉ để lấy lòng một người như cô không? Là người của bang Phi Long ạ. Nếu anh muốn nó là sự thật thì tôi sẽ giúp anh. Cậu tránh xa Khánh Linh ra. Tôi làm điều này là vì cô đấy. Con lợn như này mày cho bố uống giấm à? Con lợn này vay tiền chỗ mình, cứ lần một gối lần hai, em mà không cho người đi tìm thì nó lẩn về quê rồi. Lần sau muốn uống cái gì thì kiểm tra cẩn thận, xem đâu là đồ uống, đâu là đồ cúng. Tôi giải đinh đợi bạn qua nhá. Nếu như hôm nay em còn sống để quay về, em sẽ tạ lỗi cho anh. Ở đây, cậu cứ đi lo công việc đi. Còn ông, cứ đi đi. Mày cũng nhanh đấy nhở, shipper. Thả đàn em tao ra thằng chó. Chó mẹ mày. Muốn tao thả nó gì? Nghe nói anh bạn trên giang hồ là cũng nghĩa khí, đàn em nể trọng. Thể hiện tao xem phát.
phế một chân mày đi. Anh Tuấn, anh kệ em, anh cứ đi đi. Nói leo. Mày nói như thế, xong rồi nó loạn, nó nghe nhầm, nó phế luôn hai chân thì làm sao? Anh Tuấn, đừng! Thao tác nhanh lên! Lê ngọt quá. Tiếc nuối lớn nhất của tao không cho mày một phát đạn từ lần đầu gặp mặt. Không sao, hôm nay trả thù cho mày. Hôm nay tao sẽ trả lại mối thù 3 tháng nằm viện của tao. Dừng lại! Tao không cần biết thằng đại ca mày nó bảo mày làm gì. Và chúng mày đến quán bar của tao quậy phá, lại còn đánh đàn em của tao. Thôi đi nào. Chỉ là hiểu lầm thôi, toàn anh em trong nhà cả mà. Anh Hưng, anh là người nghĩa khí, lại là người giang hồ. Sao anh lại cấm anh em làm việc giang hồ? Anh tưởng anh là ai? Anh nghĩ anh sống như vậy để khi anh chết đi, bọn đàn em của anh nó tôn thờ anh là sống đẹp à? Sống đàng hoàng à? Anh sai rồi đấy. Vài ba cái quán hát, dăm ba đồng bạc lẻ, anh nghĩ anh nuôi nổi chúng nó à? Chúng nó đang đói thối mồm rồi đấy. Bây giờ ấy, muốn có tiền phải làm kinh tế. Mà làm kinh tế buôn bán cái gì chắc anh biết rồi phải không? Tôi với anh từ nay không còn tình nghĩa gì nữa, cho nên công việc làm ăn của tôi anh đừng có xía vào. Tôi báo trước, nếu bọn đàn em của anh mà làm hỏng công việc làm ăn của tôi ấy, thì đừng có trách thằng này không có tình nghĩa. Về. Chuyện ở trong ba cậu cứ lo giúp tôi. Được rồi. Anh có sao không? Anh có đau ở đâu không? Tôi không sao đâu. Tôi chỉ hơi đau thôi. Cô đang đè túi hoa quả lên vết thương của tôi đấy. Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không sao đâu. Tôi đùa đấy. À mà này, cô đang lo cho tôi đấy ạ? À, thì anh là người thân cận nhất của bố tôi, cũng là người bảo vệ tôi. Anh mà làm sao thì ai bảo vệ và làm việc cho bố tôi thì tôi chẳng lo. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mau khỏe lại để còn đưa cô đi học cơ mà. Anh cứ nằm yên đây. Bố, gì?
Chân cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Dạ, em cảm ơn anh. Em không sao đâu ạ. Anh ơi, em có chuyện này... Cậu Tuấn, cậu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Bao giờ khỏe thì hãng nói. À, mà tin nhắn tôi gửi cậu nhớ mua ít đồ, cậu đã đọc chưa ấy nhở? Hai người ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy. Tôi biết tất cả rồi. Cứ bình tĩnh. Em xin lỗi. Mọi chuyện em không cố ý. Chỉ là... Không. Tôi không có ý trách cậu. Tôi đã biết hết tất cả. Từ việc vợ tôi phân phối hàng cho thằng Long, thậm chí cả việc cô ấy ngủ với nó. Anh, tại sao anh biết tất cả mọi chuyện? Anh vẫn để chị Kiều ngang nhiên như vậy à? Muộn rồi. Tất cả đã quá muộn rồi. Chú Hưng, chú có uống đúng đơn thuốc mà cháu đã kê cho chú những tháng qua không? Tôi vẫn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mà vợ tôi ngày nào cũng không quên cái việc mang thuốc cho tôi uống trước khi đi ngủ. Vậy mà sau khi khám lại thì bệnh tình của chú ngày càng nặng, và thậm chí ngày càng nghiêm trọng đấy ạ. Bác sĩ cụ thể hơn được không? Còn nếu cứ cái đà này, chú không thể trụ được 2 tháng nữa. Hai tháng nữa, ông ta sẽ ra đi mãi mãi. Cháu yêu, uống thuốc đi. Cá Linh không hề biết chuyện này. Và tôi cũng không muốn cho nó biết. Sợ nó lại dại dột đi trả thù. Tuấn này, tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mà còn nhiều anh em phải lo. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi cậu. Cậu là người tôi tin tưởng nhất. Và tôi tin cậu có thể dìu dắt anh em lên được. Có một việc tôi muốn nhờ cậu. Sau khi bình phục, cậu giúp tôi đưa cái Linh ra nước ngoài. Anh đang đùa em đúng không ạ? Em còn chưa kịp báo đáp gì sự tin tưởng của anh cơ mà. Thôi nào. Với tôi, cậu không cần phải nói gì nhiều cả. Tôi tin tưởng cậu. Thôi, cứ nhớ những gì tôi giao cho cậu. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Thank you.
Bố. Bố. À. Bố ngồi đây có làm phiền gì con không? Sao hôm nay bố khác thế ạ? Khánh Linh này, mẹ con thì mất sớm, bố thì cũng phải lo rất nhiều việc. Còn con gái bố đi học suốt ngày, chưa có lúc nào bố con mình có thể ngồi tâm sự với nhau. Bố cảm thấy rất có lỗi với con. Kìa bố, bố biết mà, con gái bố từ nhỏ đã là một cô gái mạnh mẽ và biết tự lập. Tuy bố ít khi nói chuyện với con, thế nhưng mà con vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp qua ánh mắt của bố. Và cả những điều mà bố đã âm thầm làm để bảo vệ con nữa. Con này, Tuấn ấy, là một cậu con trai tốt. Và có lẽ cho đến lúc này, cậu ta là người mà bố tin tưởng duy nhất. Nếu một ngày nào đấy bố không ở bên con, thì nhớ nghe lời Tuấn, biết chưa? Bố sắp đi đâu xa ạ? Bố sắp đi công tác, có thể rất lâu mới trở về. Cũng có thể không bao giờ quay lại. Bố định đi nước ngoài ạ? Tiếp các người, mời ông về cho. Mẹ mày, mẹ ăn nói với người lớn thế à? Cụp cái pha xuống, không bố mày đập nhòe nét đấy. Thằng chó này, mày thích gì? Bố mày thích mày đấy. Thôi, bớt gây chuyện đi. Linh, chú rất đau buồn về cái chết của bố con. Con thì còn nhỏ, công việc thì còn dở dang. Khi nào cần, con cứ điện thoại cho chú nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Thank you.
Lên thiên đàng xin vĩnh biệt cụ. Chúng ta phải đi thôi. Đi đâu? Sang Mỹ. Bố cô lo hết tất cả rồi. Và tôi sẽ là người đưa cô đi. Từ trước đến giờ, anh coi tôi là cái gì? Tại sao anh biết tất cả mọi chuyện mà không nói với tôi? Tôi xin lỗi. Chỉ vì đại ca muốn tốt với cô thôi. Ông Long, mọi chuyện là do ông ấy. Bố tôi chết cũng là do ông ấy đúng không? Tôi phải giết hết tất cả bọn chúng để báo thù cho bố tôi. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh bằng cách nào? À mà cũng đúng, ông ấy đâu phải bố của anh. Đúng. Đại ca không phải bố của tôi. Nhưng mà tôi có thể hy sinh tất cả, hy sinh mạng sống vì ông ấy. Tôi cũng muốn giết hết tất cả bọn chúng để trả thù cho đại ca chứ. Nhưng mà tôi và cô không thể lao đầu vào chỗ chết như vậy được. Chúng ta phải nghĩ cách. Đại ca, em xin lỗi. Em đã không giữ lời hứa được với anh rồi. Chúng ta đi thôi. Đi đâu vậy? Có việc gì vậy? Linh à? Có việc gì sao không điện thoại cho chú mà con lại phải đích thân lên đây? Con muốn làm ăn với chú ạ. Vào nhà đi con. Ngồi đi con. Có việc gì nói đi, xem chú có giúp được con không nào. Việc này cũng không hẳn là con muốn nhờ chú giúp. Con muốn bàn việc làm ăn với chú. Con muốn tiêu thụ hàng vào các quán bar và quán karaoke ở nhà con. Khá lắm, bản lĩnh y như mẹ của con, chứ không như bố con. Lúc nào cũng tỏ ra là sống đẹp, sống tử tế để mọi người phải nhìn vào. Nhưng cuối cùng có gì đâu, vẫn chết. À, chú xin lỗi. Vậy thế con cần bao nhiêu? À, uống nước đi con. Để cho đời nhìn người ta bon chen hại nhau vì đồng tiền. Đừng vội vàng lau đi bao niềm đau nước mắt rơi, chỉ để ngày sau ta không phải cảm thấy muộn phiền. Trong đêm ta không thể quên vì đây là trò đời. Không phải trò chơi, chưa kịp bước vào cuộc giữa một cái đời tỉnh táo. Đây là trò đời, không phải trò chơi, mày sẽ phải đánh cược với những lần mày đổ máu. Đây là trò đời, không phải trò chơi, dẫu có khía khí mày không cần phải hổ báo. Đây là trò đời, không phải trò chơi, phải có ý chí thì mới vươn lên đỉnh cao. Mày có thể làm một công việc tốt nhưng mà mày vẫn theo anh lớn vào trong băng. Cầm dao kiếm đi đâm chém buôn bán ma túy, gặp con nợ thì đâm căng. Ép người ta vào những con đường cùng, không cho lối thoát với những kiểu luật rừng. Giang hồ hiểm ác mày còn có chỗ đứng, nhưng không phải vì thế mà mày trở nên hung hăng. Tuy mày có thể sống ngoài vòng pháp luật, nhưng mày không thể thoát được luật của bề trên. Mày đã gây ra bao nhiêu là điều ác, những việc mày làm xấu ông trời cũng thể quên. Kiếm bao nhiêu với mày cũng không đủ, hàng ngày ta đến chết cũng không được bình yên. Chuyện đám không gian là nghiêm ngàn, vì sao vụ ta chuyện đã ra năng làm cho con sóng khâu sơ về bờ. Ngày đó lắp xoay tình đối tay bên bao câu ca. Cùng mùa xuân lắp xoay duyên hẹn lời thề, môi hôn thay
gì ra đấy? Này Linh, có việc gì mà cháu phải đích thân đến đây? Sao không điện thoại cho chú? Cũng đi hát vịn à? Kìa. Sao? Hàng của chú hôm nọ dùng ổn chứ? Hàng của chú Long thì sao phải bàn ạ? Cả cái thành phố này công nhận rồi, cháu sao dám chê. Lần này cháu đến đây muốn tiếp tục mua hàng của chú. Sao không điện thoại cho chú? Chú bảo Thắng nó đem hàng đến cho. Nhưng số hàng lần này gấp 50 lần trước. Ôi ôi. Sao? Chú sợ cháu không có tiền à? Tiền đây rồi, cháu ở nhà đợi chú mang hàng qua. Mở đi ship luôn. Giống y con mẹ nó. Đại ca, chụp máy rồi. Rồi. Rồi đây. Chuyển đá sang ngang là chủ quán cho cái Minh Ngọc hả? Alo, chủ quán. Phần là chiếu rách chiếu manh, làm sao để sánh với nàng kiều trong trái. Hàng của bố mày à? Hồi còn sống, bố tôi được cô chăm sóc rất tận tình, nên ông ấy mới phải ra đi và chết một cách đầy oan ức như vậy. Thời gian vừa rồi ở dưới đấy thiếu vắng cô, bố tôi nhớ cô nhiều lắm. Ông ấy có nhắn tôi đưa cô xuống đấy bầu bạn cùng ông ấy. Chúc cô lên đường bình an. Mày nghĩ tao có dám không? Đủ bản lĩnh thì xin mời. Thế nhưng mà sẽ bẩn kiểu như này hèn lắm bạn ạ. Giỏi thì solo với tôi. Nếu mày thích, tao chơi với mày. Nợ cũ nợ mới thanh toán hết đi. Thằng nào thua, thằng phải chết. Tôi chiều mà. Thank you.
Loại người như mày sẽ có pháp luật trừng trị. Tao tin với số hàng đấy, mày và ông Long sẽ phải ở trong tù cả đời. Ông Tuyến, sao ông lại ở đây? Ông Tuyến, không, ông không được chết. Để tôi đưa ông đi bệnh viện. Không kịp nữa. Ông không được chết. Ông chết thì ai nuôi Ozin? Ozin nhờ cậu chăm sóc nó thành người. Người giúp tôi. Không. Chỉ năm gì để ta chẳng quên đi. Gian nan người vẫn sát bên ta, nghĩa vẹn toàn, nghĩa vẹn toàn. Chỉ nam nhi để không đánh mất đi những người bạn, người bạn. Vẹn nghĩa trọn tình để ta giữ cho mình. Những người bạn về nghĩa trọn tình để ta giữ cho mình tình anh em. Dẫu cuộc đời là sóng gió bon chen, dẫu sang hèn đời đôi trắng cay đen, tình anh em mãi xem trọng suốt cuộc đời. Vì bản thân có trong mình. Bỏ xuống xuống, tất cả đã bị bắt. Cho đời.